chúng tôi làm bóng đá với tính cách bền vững, và nếu mà được các cầu thủ trẻ mà chúng tôi mạnh dạn cho họ thi đấu ở V-League, điều đó có nghĩa rằng là chúng tôi đang làm tốt cho Hoàng Anh Gia Lai và tốt cho Hoàng Anh trong tương lai và cho tốt cho bóng đá Việt Nam. Năm nay thì cái học viện bóng Hoàng Anh Gia Lai là gần như là các cái đội U13, 15, 17, 19, 21 là đều vào cái vòng chung kết. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang liên tục được hái trái ngọt nhờ công tác đào tạo trẻ của mình. Mới nhất, đội U21 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai đánh bại đối thủ Quảng Nam để vào trận chung kết của vòng chung kết U21 quốc gia 2024. Trước đó, đội đào tạo trẻ của đội bóng Phố Núi đã liên tục gặt hái thành công và có được thành tích cao tại các giải U17 quốc gia và U19 quốc gia trong năm nay. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Sau nhiều năm mà lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai chưa thể sản sinh ra nhiều cái tên xuất sắc, và những kết quả khởi sắc vừa qua của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai là một trong những nguyên nhân khiến ban lãnh đạo và ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định thay đổi phương án nhân sự cho đội 1 tại mùa giải 2024-2025. Cụ thể, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ tiến hành rà soát một loạt những cầu thủ tiềm năng ở các lứa U, đồng thời gọi lại các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được cho mượn tại các câu lạc bộ hạng dưới trong mùa giải trước để tiến hành sàng lọc tiền mùa giải nhằm chọn ra những cái tên xuất sắc nhất có mặt ở đội 1 tham dự mùa giải 2024-2025 được dự báo là rất khốc liệt. Với cái tôn chỉ mục đích của Hoàng Anh Gia Lai mùa giải năm nay là làm thế nào để mà để cho các em được cái rèn luyện cỏ sát. Và tôi cũng nói với các em là phải làm sao năm nay là phải thể hiện và chứng minh được rằng là các em xuất thân từ cái lò bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho mọi người thấy rằng là chúng ta là những cầu thủ có tài năng. Việc tận dụng triệt để nguồn lực tự đào tạo của đội bóng chủ sân Pleiku là điều thực sự cần thiết. Dù rõ ràng quyết định thay đổi này cũng đem đến không ít những băn khoăn cho người hâm mộ đội bóng. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào lứa cầu thủ do chính mình đào tạo, với quyết tâm giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được kết quả tốt nhất ở mùa giải 2024-2025, tránh khỏi cảnh phải lo trụ hạng như những mùa giải gần đây. Trong mùa giải tới, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bật mí sẽ có nhiều gương mặt có lần đầu tiên xuất hiện tại V-League, dù tuổi đời còn rất trẻ. Mục tiêu của những người làm bóng đá tại Học viện LB Bank Hoàng Anh Gia Lai là đưa học viện này nâng lên tầm 3 sao của AFC. Đây là chứng nhận do Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá. Hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có duy nhất lò PVF được chứng chỉ 3 sao này của AFC. Cách bố trí nhân sự huấn luyện viên ở Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này là cũng tương đối khác biệt, khi mà các huấn luyện viên đội trẻ thường xuyên được lên đội 1 tham gia vào các buổi tập nhằm thấm nhuần triết lý, thống nhất cho tất cả các đội, từ đội 1 cho tới các tuyến trẻ. Chúng tôi làm bóng đá với tính cách bền vững, và nếu mà được các cầu thủ trẻ mà chúng tôi mạnh dạn cho họ thi đấu ở V-League, điều đó có nghĩa rằng là chúng tôi đang làm tốt cho Hoàng Anh Gia Lai và tốt cho Hoàng Anh trong tương lai và cho tốt cho bóng đá Việt Nam. Năm nay thì cái học viện bóng Hoàng Anh Gia Lai là gần như là các cái đội U13, 15, 17, 19, 21 là đều vào cái vòng chung kết. Thì những cái thời gian vừa qua là khi mà tái cấu trúc cũng như là đào tạo đội ngũ huấn luyện viên và có một cái giáo trình rõ ràng thì các cầu thủ học viện họ cho thấy họ đã có một nền tảng rõ ràng và định hướng của lối chơi. Thì hiện nay các cầu thủ của Anh Gia Lai là tôi cho rằng là trong một vài năm tới là chúng tôi là một trong những học viện rất là mạnh. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã từng rất thành công với việc cho ra lò hàng loạt những cầu thủ trẻ tài năng trước đây như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, và giúp chính câu lạc bộ này trở thành một thương hiệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Do đó, rõ ràng việc đặt niềm tin vào lứa trẻ một lần nữa sẽ là một điều kiện thuận lợi để cho Hoàng Anh Gia Lai xây dựng bền vững trong tương lai. Đồng thời, những bài học từ quá khứ cũng đã được rút ra để giúp đội bóng Phố Núi tự tin hơn, sử dụng hợp lý hơn nguồn lực trẻ, hướng đến những mục tiêu, những kết quả thực sự cao tại V-League.